lịch phát sóng phim Khu vườn dối trá. Cập nhật lịch phát sóng bộ phim Hàn Quốc Khu vườn dối trá, Lies Hidden in Megan. Ngày 19 tháng 6, bộ phim kinh dị giật gân Khu vườn dối trá đã chính thức lên sóng. Nội dung phim Khu vườn dối trá. Khu vườn dối trá là một bộ phim kinh dị mới đầy hồi hộp dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim xoay quanh cuộc sống hai người phụ nữ Du Gian, Kim Tae Hee và Sang Eun, Lim Ji Jang, những người có hoàn cảnh trái ngược nhau. Nhưng định mệnh đã đưa họ đến gần nhau thông qua một bí mật đen tối ẩn giấu trong khu vườn sau nhà. Du Gian đang sống trong căn biệt thự tuyệt đẹp và tiện nghi bên người chồng thành đạt. Thế nhưng, cô luôn nghi ngờ mọi thứ xung quanh và cảm thấy khu vườn nhà mình bốc lên một mùi hôi thối như mùi xác chết. Trong khi đó, Sang Eun là nạn nhân của bạo hành gia đình. Cô ta luôn muốn thoát khỏi cuộc sống đau khổ hiện tại và đến một ngày, người ta thông báo rằng chồng của Sang Eun đã chết. Diễn viên phim Khu vườn dối trá. Ngay từ khi công bố, Khu vườn dối trá đã khiến công chúng đừng ngồi không yên khi quy tụ bộ bốn diễn viên sở hữu danh tiếng và khả năng diễn xuất ấn tượng Kim Tae Hee, Lim Ji Jang, Kim Sung Oh và Choi Jae Rim. Tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của quốc bảo nhan sắc Kim Tae Hee sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh xứ Hàn. Bên cạnh đó, Khu vườn dối trá được cầm trịch bởi đạo diễn Jung Ji Hyun, người từng vô cùng thành công với loạt phim truyền hình ăn khách 25, 21 và Zert VKPKPK. Lịch phát sóng phim Khu vườn dối trá. Bộ phim Khu vườn dối trá phát sóng vào các ngày thứ hai và thứ ba hàng tuần trên Ina từ ngày 19 tháng 6.